Bệnh răng miệng mà thường gặp nhất là bệnh gì? Trong 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 cái cuốn giáo trình của mình nó không biết là các bạn học hết chưa ha? Nếu mà nói là hai bệnh thường gặp nhất của răng miệng là bệnh gì, các bạn có thể liệt kê không? Thì cái phòng ngừa bệnh răng miệng chủ yếu là người ta sẽ tập trung vào hai cái bệnh. Thứ nhất là về sâu răng, tại vì các bạn biết là tỷ lệ hiện tại bây giờ thì tỷ lệ bệnh sâu răng cũng còn rất là phổ biến, ngay cả tất cả các đối tượng luôn, đối tượng của trẻ em cũng có, người trung niên cũng có, rồi người cao tuổi cũng có, và những người đang ở tuổi vị thành niên cũng có ha. Thì cái tỷ lệ sâu răng cũng rất là nhiều, thì đặc biệt là những người cao tuổi thì người ta lại là sâu chân răng, còn những đứa trẻ thì nó là sâu răng, là dạng sâu răng có thể là sâu răng bú bình hoặc là sâu răng sớm, là vừa mọc lên miệng là sâu răng rồi. Nên chúng ta cần biết lại là một số cách để làm thế nào để có thể phòng ngừa được bệnh răng miệng. Trước khi mà để vào cái phòng ngừa bệnh răng miệng thì chị muốn nhắc lại một số cái mốc giải phẫu và một số cái lưu ý để mình có thể nắm rõ hơn ha. Nếu mà được hỏi các bạn á, thì bộ răng của người á có bao nhiêu cái, thì các bạn sẽ trả lời bao nhiêu cái? Thì các bạn sẽ hỏi lại chị là chị muốn hỏi em là bộ răng gì, bộ răng sữa hay răng vĩnh viễn. Đối với răng sữa mình á, thì mình sẽ có tổng cộng là 20 cái ha, 10 cái hàm trên và 10 cái hàm dưới. Chúng ta sẽ chia cái phần hàm, chia cái người mình ra làm hai phần bằng nhau từ trên xuống dưới ha, đối xứng với nhau. Thì mỗi một phần hàm, như bên trái hàm trên thì mình sẽ có 5 cái răng sữa, bên trái hàm dưới thì mình cũng có 5 cái răng sữa ha. Thì không biết là các bạn đã được học cái giải phẫu này chưa, để mình có thể nắm được răng có bao nhiêu cái, có bao nhiêu mặt, thì mình có thể phòng ngừa được nó tốt hơn ha. Đối với bộ răng sữa, các bạn mới đọc sơ đồ răng rồi đúng không? Thì mình cũng phân là bên trái hàm trên, bên phải hàm trên, bên trái hàm dưới, bên phải hàm dưới. Đối với bộ răng sữa thì chúng ta chỉ có hai cái răng gì các bạn? Răng cối sữa đúng không? Còn ở vùng răng trước thì chúng ta cũng có là răng gì? Răng vàng 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 là răng gì? Răng cửa giữa sữa, răng cửa bên sữa ha, răng nanh sữa và hai cái răng cối sữa. Thì tổng cộng mỗi vùng hàm chúng ta sẽ có 5 cái. Bên đây cũng vậy ha. Bên trái bên phải. Rồi các bạn sẽ thấy là đối với cái hình này nè ha, thì các bạn thấy là cái răng mà màu trắng á là đó là bộ răng sữa. Thì khi mà một số răng á nó sẽ được thay thế. Chẳng hạn những cái răng này, thì khi đó là những cái răng này sau khi một thời gian các bé nó xài, nó sử dụng rồi á, thì nó không còn phù hợp nữa, tại vì kích thước của khuôn mặt các bé nó càng ngày càng tăng lên, nên là cái chân răng sẽ tiêu đi. Chân răng sẽ tiêu đi và lung lai, thì khi đó là có mầm răng bên dưới nó sẽ trồi lên và nó mọc lên ha. Còn đối với các bạn biết là răng nào đầu tiên mọc trên người ha, thì là răng số 6. Thì những cái răng trong này thì sẽ không được thay thế mà chỉ mọc lên thôi, tại vì cái xương hàm của các bé thì xu hướng nó sẽ càng ngày càng tăng trưởng phát triển lên, nên là chúng ta sẽ thấy là các răng ở trong này thì nó sẽ từ từ nó mọc lên mà không cần phải thay thế. Còn nhớ như những cái răng sữa thì nó sẽ được lung lai và thay thế bằng cái mầm răng vĩnh viễn bên dưới. Thì các bạn thấy là cái chân răng á, đối với cái chân răng và răng sữa thì cái chân răng nó có xu hướng là nó rất là mảnh xòe, để sao để nó ôm cái mầm răng vĩnh viễn bên dưới ha. Bởi vậy người ta hay nói là lý do là tại sao mấy ông bà người ta hay nói là nhổ răng sữa sớm thì có sao không bác sĩ. Thì các bạn nhớ là nếu mà nhổ răng sữa sớm á, thì nó sẽ không có, tại chức năng của răng sữa là nó sẽ một phần nó sẽ định hướng cho răng vĩnh viễn bên dưới. Nếu mà chúng ta nhổ sớm đi á, thì khi mà cái răng vĩnh viễn mọc lên nó sẽ không được định hướng với răng sữa, thì đó là có thể nó mọc nó lệch lạc, nó không có đúng trục răng, nó không có thẳng hàng ha. Rồi đó là bộ răng sữa, còn bộ răng vĩnh viễn. Bộ răng vĩnh viễn thì chắc các bạn cũng đã học rồi ha. Bộ răng vĩnh viễn mà khi được hỏi bộ răng vĩnh viễn của con người chúng ta có bao nhiêu cái, thì các bạn sẽ trả lời bao nhiêu cái? Cái này thường thường trên lớp thì chị hay hỏi, còn ở đây thì mình dạy online nên là khó có thể là hỏi được, nói chuyện được với nhau ha, nên chị thường thường chị hỏi chị trả lời luôn. Còn đối với bộ răng vĩnh viễn á, thì khi mà chị hỏi là có bao nhiêu cái á, thì các bạn sẽ trả lời là có từ 28 đến 32 cái răng. Lý do tại sao? Lý do là
bốn cái răng khôn, mà ta hay gọi là bốn cái răng ngu, bốn cái răng đó nó có thể có mầm răng, có thể có mầm răng, có thể không có mầm răng, có thể có mầm răng nhưng mà nó không mọc ha. Nên là bốn cái răng khôn đó thì có thể nó mọc trên miệng hoặc là không mọc trên miệng. Nên xu hướng mà khi chúng ta đếm cái bộ răng vĩnh viễn của con người á, thì nó chỉ từ 28-32 cái răng thôi, chứ nó không hoàn toàn đúng chính xác là 32 cái ha. Các bạn thấy là tới giờ thậm chí những người là 40-60 tuổi thì người ta cũng có một số người ta cũng không có mọc những cái răng khôn trên miệng. Ngay cả bây giờ tuổi các bạn bây giờ thì chỉ thấy là vô phòng khám nha khoa là để xử lý những cái răng khôn cũng rất là nhiều ha. Còn ngày xưa là 18 tuổi trở lên là mọc, nhưng mà ngày xưa xu hướng là nó già hóa hơn, bây giờ nó trẻ hóa hơn. Có một số người đó, có một số đứa trẻ các bạn mới 15 tuổi mà đã mọc răng số 8 rồi ha, mọc răng khôn rồi, không giống ngày xưa nữa. Đó là chúng ta ôm lại là cái số răng trên miệng. Rồi bây giờ hỏi kế là răng có bao nhiêu mặt. Thì các bạn sẽ trả lời bao nhiêu mặt. Mình ôm lại giải phẫu là răng có bao nhiêu cái rồi. Chữ phòng cái bộ chắc vậy, không biết là mấy bạn đã học chưa. Dạ chị ơi, hôm giờ tụi em chỉ học có cái bài ung thư miệng đó chị, còn mấy bài kia tụi em chưa có học. Nếu mà cái sai bị có bị gì thì các bạn nhớ nói chị ha. Nếu chị ăn có bao nhiêu mặt á thì các bạn sẽ vậy cũng hơi khó nha, tại vì mình muốn biết được dự phòng với lại mấy là cái giải phẫu răng các bạn mới dễ hình dung hơn ha. Hơi lỡ thì mình cứ học tiếp nha. Bạn sẽ vùng răng trước là thường nó cười ra mà tới ranh giới khoảng răng nanh á thì người ta gọi là cái vùng răng trước. Còn sau cái răng nanh là răng cói nhỏ, răng cói lớn thì cái đó là người ta gọi là vùng răng sau. Thì vùng răng sau là gồm có răng cói ha, thì có cói nhỏ và cói lớn. Thì đối với răng sau chúng ta sẽ có 5 mặt, còn đối với răng trước thì chúng ta chỉ có 4 mặt thôi. Tại vì cái mặt nhai của cái răng cói á, thì đối với cái răng mà vùng phía trước các bạn thì nó sẽ không thành một cái mặt nhai mà nó chỉ là một cái cạnh cắn thôi ha. Đối với vùng răng trước này chị nói đó thì nó không có hẳn là một mặt nhai mà nó chỉ ngang là một cái cạnh cắn thôi. Nên là mình thấy vùng răng trước thì chúng ta sẽ có 4 mặt. Các bạn cũng chia cái đường giữa của mình ra ha, chia đường giữa mình ra là hai cái phần đối xứng với nhau, có một cái trục giữa thẳng từ trên xuống dưới. Thì càng gần cái đường giữa nó sẽ là mặt gần, càng xa đường giữa thì gọi là mặt xa. Bởi vậy khi một cái kẽ răng của mình nó sẽ có 2 mặt. Một cái răng của mình thì đối với hai cái răng nó sẽ có 2 mặt. Một cái mặt của mặt gần của răng này và mặt xa của răng kia ha. Mình có thể gọi là kẽ răng hoặc là mặt bên. Mặt bên là nói chung. Nhưng mà đã dùng cái chuyên môn hóa rồi thì mấy bạn nhớ đã dùng từ giải móc giải phẫu thì các bạn nhớ là mình sẽ dùng đó là mặt gần hoặc là mặt xa. Rồi cái mặt ngoài. Mặt ngoài là cái mặt mình cười ra mình thấy ha, đối với những cái răng trước. Còn đối với những cái răng sau là nó nằm ở khúc cái niêm mặt môi, niêm mặt má của mình, thì đó là mặt ngoài. Còn mặt trong, để bạn thấy là mặt trong mà nó nằm ở phía lưỡi của mình là mặt trong ha. Còn những cái răng sau á, những cái răng sau thì nó sẽ có một cái mặt là gọi là mặt nhai. Đối với những răng sau thì bạn nhớ là nó sẽ có 5 mặt: mặt gần, mặt xa, mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai. Đó là một số cái điểm lưu ý khi mà chúng ta làm sạch một cái kẽ răng, thì các bạn sẽ lưu ý là dùng biện pháp nào có thể làm sạch kẽ răng, hay biện pháp nào có thể làm sạch mặt gần, mặt xa của một cái răng được. Rồi dùng biện pháp nào thì có thể làm sạch mặt nhai được. Dùng biện pháp nào thì có thể làm sạch được mặt ngoài hay mặt trong. Đó, thì mình nhớ lại cái giải phẫu cái 5 mặt thì mình sẽ biết dự phòng của cái bệnh răng miệng như thế nào ha. Rồi, đó là cái lưu ý về giải phẫu. Cái lưu ý kế nữa là về cái, không biết mọi người đã học cái bệnh sâu răng chưa, không biết nữa. Thì bệnh sâu răng á, cái sơ đồ khi này nè,
Sổ được khi này rất là lâu rồi. Thì sổ được khi này bắt đầu từ năm 1969 thì có cái nhà bác học đã nghiên cứu ra nguyên nhân gây sâu răng. Thì những cái nguyên nhân bệnh căn gây sâu răng á thì nó sẽ có chủ yếu là có 4 yếu tố chính cộng với 1 yếu tố đủ để quyết định cho cái chuyện sâu răng. Muốn sâu răng á thì đầu tiên chúng ta phải có cái răng, đúng không? Là các bạn thấy là cái vòng tròn vàng đi. Đầu tiên mình muốn sâu răng là mình phải có cái răng trước. Thứ hai là chúng ta sẽ có cái chất bột đường trong bút, chất bột đường. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ có vi khuẩn trong môi trường miệng. Và ba yếu tố này hợp lại thì cũng chưa gây được sâu răng. Các bạn phải có cái thời gian ủ. Thì thời gian này ủ thì nó mới đủ để thành gộp thành bốn cái yếu, để cho bốn cái yếu tố sâu răng đó nó xảy ra cái chuyện sâu răng này ha. Thì nếu mà mọi người tưởng tượng chúng ta chỉ cần cắt một trong những cái yếu tố này thì cái yếu tố sâu răng nó sẽ không xảy ra. Chẳng hạn, thứ nhất chúng ta nhổ cái răng đi. Nhổ cái răng đi ha. Thì các bạn thấy là còn sâu răng nữa không? Nhổ răng đi thì không còn sâu răng rồi. Cái thứ hai, nếu chúng ta có chiếc răng, chúng ta cắt, chúng ta không có cái chất bột đường carbohydrate này trong môi trường miệng thì nó cũng sẽ không gây sâu răng ha. Còn hoặc là chúng ta có chiếc răng, có chất bột đường trong môi trường miệng, nhưng mà chúng ta giữ cho môi trường miệng mình không có vi khuẩn gây sâu răng thì cũng không gây được sâu răng ha. Hoặc là chúng ta có đầy đủ ba yếu tố luôn, có chiếc răng, có carbohydrate trong môi trường miệng, có vi khuẩn trong môi trường miệng, nhưng mà chúng ta không cho cái thời gian nó đủ để nó ủ, nó gây sâu răng thì cũng không gây sâu răng. Thì cái sơ đồ này rất là hay ha bạn nha. Thấy thì rất là đơn giản, nhưng mà để thực hiện thì nó cũng không có đơn giản chút nào ha. Ngoài ra các yếu tố sâu răng nó sẽ có một số cái yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như là tính nhạy cảm của răng. Thì vị trí của răng trên khuôn hàm của mỗi người nó sẽ khác nhau, đặc điểm hình thái học nó cũng khác nhau, và thành phần cấu tạo của răng khác nhau. Thì cái tính nhạy cảm này của răng thì bạn sẽ thấy là tại sao người này thì lại dễ bị sâu răng hơn người khác. Tại sao cái người cái bạn kia thì rất là dễ sâu răng, còn một bạn khác thì rất là khó sâu răng. Cho dù là bạn này đánh răng một ngày 10 lần, bạn chỉ đánh răng lại có 1-2 lần thôi nhưng mà cũng không gây sâu răng. Đó là một số yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như là tính nhạy cảm của răng. Là cái vị trí của răng cũng vậy nữa. Trên khuôn hàm có người thì mọc răng rất là đều tăm tắp luôn ha. Có người thì răng lệch lạc. Nên là vị trí trên khuôn hàm đối với một người răng lệch lạc thì cũng sẽ dễ, yếu tố nguy cơ dễ gây sâu răng hơn. Đặc điểm hình thái học cũng vậy, cấu tạo của răng cũng vậy. Thì người ta hay nói là bạn này cái men răng tốt, mô răng tốt nên là không có gây sâu răng, rất là khó sâu răng. Đó, hay là một số yếu tố nguy cơ, những số yếu tố mà tính nhạy cảm của răng nó sẽ làm cho một số người thì đỡ cái chuyện sâu răng hơn là những người khác. Ngoài ra thì cũng có một số yếu tố khác như là vi khuẩn. Thì vi khuẩn nó là một nguyên nhân thì cần thiết cho khởi đầu của bệnh sâu răng. Thì cái vi khuẩn nó đã lên men carbohydrate, nó sinh ra axit. Thì chính axit này nó làm cho khử khoáng cái bề mặt mà men răng, gây ra bề mặt răng nó bị mất phôi và gây sâu răng. Ba cái vi khuẩn mà chủ yếu để gây sâu răng á, người ta thường tìm thấy là Streptococcus mutans, Lactobacillus và Actinomyces. Đó là ba cái vi khuẩn thường thấy nhất ha. Cái carbohydrate đó, carbohydrate thì nó là chất nền cơ bản để nó làm giống như là làm đồ ăn, thức uống, dinh dưỡng cho vi khuẩn để gây ra tiến trình sâu răng ha. Trong tất cả các loại đường thì đó có một đường là sucrose, thì nó là chất ưa thích nhất của vi khuẩn và gây sâu răng. Một số loại đường khác chẳng hạn như đường lactose trong sữa hoặc là đường fructose trong trái cây thì nó cũng có thể gây sâu răng, nhưng mà nó ít hơn là đường sucrose trong bánh kẹo. Thì đó là lý do các bạn sẽ trả lời một số cái câu hỏi là nếu mà chúng ta ăn trái cây ngọt thì có gây sâu răng hay không, nếu mà chúng ta uống sữa thì có sâu răng hay không ha. Thì câu trả lời vẫn là có ha. Nhưng mà nó sẽ không có phải là chất ưa thích nhất cực kỳ bằng cái sucrose. Tinh bột thì không phải là nguyên nhân đáng kể, vì trong nước bọt thì sẽ có enzyme amylase biến tinh bột thành đường, nó rất là chậm. Thời gian thì bạn biết rồi ha, thời gian là điều kiện để sâu răng phát triển. Nước bọt cũng là một trong những yếu tố nguy cơ các bạn. Thì chúng ta sẽ coi cái tần suất của nước bọt là cái số lượng nước bọt. Một người có số lượng nước bọt mà rất là nhiều
thì cái người đó yếu tố nguy cơ sẽ thấp hơn là một người là có nước bọt ít. Rồi ngoài ra chúng ta còn tính là tốc độ dòng chảy của nước bọt, tính chất hóa lý hay là một số cái tính chất của nước bọt, chẳng hạn như là nước bọt của đối với bệnh nhân này nó có đặc quánh kéo sợi hay không, bệnh nhân kia thì nước bọt trong hay không, ví dụ vậy. Thì những cái yếu tố đó là nó cũng có vai trò là yếu tố nguy cơ trong cái chuyện sâu răng. Tại vì vai trò của nước bọt trong cái sâu răng chính là nó là trung hòa axit, sát khuẩn và giúp cho môi trường miệng chúng ta chảy rửa và sẽ tái khoáng hóa trong quá trình sâu răng. Một số yếu tố nguy cơ khác, chẳng hạn như là khi mà chúng ta suy yếu về thể chất, về tinh thần, hay là có các bệnh toàn thân, hay là thói quen ăn uống gì đó không có tốt ha, hoặc là tình trạng kinh tế xã hội của người này sẽ khác người kia, hoặc là những cái thói quen, chẳng hạn như là có người thì sử dụng kem đánh răng thôi, nhưng mà có người sử dụng kem đánh răng mà có thêm floor, thì nó là cũng một trong những yếu tố nguy cơ. Rồi cái này là cái cân bằng của cái chuyện sâu răng và không sâu răng ha. Thì này nãy chị cũng có nói với các bạn rồi, chẳng hạn như là có dùng floor hay không, tính chất của nước bọt nó có tốt hay không ha, có ăn chất bột đường hay không, thì đó là những cái yếu tố bảo vệ. Những yếu tố nguy cơ chẳng hạn như là có một cái chế độ mà chăm sóc sức khỏe răng miệng tốt hay không, rồi có ăn cái này cũng vậy ha. Rồi cái đó là một số cái ôm lại. Rồi đầu tiên chúng ta vô cái chuyện mà phòng ngừa. Thì phòng ngừa thì các bạn biết là cái miệng của trong cơ thể mình đó, là miệng là nó cổng của sức khỏe. Xoang miệng nó sẽ là cái điểm mà xuất phát để có thể là gây những cái tác nhân khác để lây truyền sang vùng xa của cơ thể. Bởi vậy là nếu mà chúng ta nhiễm khuẩn của môi trường miệng đó, thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe toàn thân ha. Nhiễm khuẩn nha chu thì đa số là do vi khuẩn yếm khí, và cái hệ tuần hoàn của mô nha chu nó rất là phong phú, nó sẽ thuận lợi cho sự lây truyền là đến toàn của cơ thể của mình. Bởi vậy nó có rất là nhiều cái bài các bạn nghiên cứu về mối liên quan giữa sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân ha. Và mối liên quan của bệnh nha chu và tim mạch hay bệnh nha chu đối với phụ nữ mang thai vân vân ha, thì nó có nhiều cái nghiên cứu như vậy. Màng sinh học, không biết mọi người có cái khái niệm về màng sinh học chưa? Thì cái màng sinh học á, thì nó chính là một cái tập hợp của các vi sinh vật trong một môi trường, là một chất nền dính trên bề mặt cứng. Nó được hình thành trong môi trường này thường là môi trường có dịch. Trong cái màng sinh học này nó sẽ thường là chứa 95% vi khuẩn trong thiên nhiên, và các vi sinh vật này nó được polysaccharide bao bọc và bảo vệ. Màng sinh học này là nguyên nhân của trên 80% tình trạng nhiễm khuẩn trong cơ thể của chúng ta. Cái màng sinh học này mình nói chung là môi trường miệng nói chung ha, là màng sinh học. Nhưng mà trên từng cái răng, trên những cái khóm nhỏ thì chúng ta có thể còn được gọi là mảng bám răng hay là mảng bám sinh học trên răng. Cái này nó sẽ tạo khóm có thể trên mô mềm hoặc là mô cứng, mà đại đa số là trên mô cứng. Mô cứng trong môi trường miệng là gì các bạn? Mô mềm là gì? Cái câu dưới này đi ha. Câu dưới này răng là mấy bạn thấy là khi mà chúng ta nói cái miệng, môi trường miệng, thì chúng ta sẽ nghĩ chắc chắn là, hoặc là nói là bác sĩ răng mặt chắc chắn là nghĩ đến răng. Và chúng ta thường bỏ quên những cái vùng khác trong cái môi trường miệng. Nhưng mà thật ra thì khi mà chúng ta đo và tính thể tích á, thì cái răng chỉ chiếm từ 20 đến 25% của bề mặt xoang miệng thôi, xoang miệng của mình. Thì chúng ta hay thường bỏ quên những cái vùng khác, chẳng hạn như là cái mô cứng khác, là có răng nè, có xương ổ răng nè, có xương hàm trên, xương hàm dưới nè, có khẩu cái nè, vân vân ha. Rồi có mô mềm, thì mô mềm là có gì? Mô mềm thì có niêm mạc môi, niêm mạc má, có lưỡi, có khẩu cái mềm. Đó là những cái vùng mà trong môi trường miệng của mình thì thể tích nó rất là nhiều. Nhưng mà thường là các bạn hay thường chúng ta hay nói là miệng thì chúng ta chỉ nghĩ đến răng thôi. Nhưng mà thật ra là răng chiếm chỉ có 20 đến 25% thể tích cái xoang miệng ha. Trong cái môi trường miệng, trong xoang miệng á, thì người ta tìm là khoảng 700 chủng vi khuẩn, mà trong đó người ta định danh là thường thường chỉ được trên 500 chủng vi khuẩn thôi. Còn lại thì 200 chủng này chưa có được định danh. Và cái vi sinh vật trong môi trường
miệng này gây ra hai bệnh chủ yếu mà chị hồi nãy chị có hỏi các bạn ở đầu á, là hai cái bệnh thường gặp nhất của răng miệng, chính là bệnh sâu răng và bệnh nha chu ha. Vậy thì viêm nướu là bệnh không các bạn? Hồi nãy chúng ta nói là cái mảng bám mảng nấm răng là nó tạo khúm từng khúm nhỏ ha, thì mảng nấm răng mọi người nên lưu ý nhớ là nó không phải là dính trên những cái khúm nhỏ dính trên răng không, mà nó sẽ dính vào những cái vùng khác trong xoang miệng. Và đặc biệt mình chúng cũng lưu ý và nhớ đến những cái bề mặt mà không sinh học trong môi trường miệng mình có bất cứ gì, thì mình nhớ là chúng ta phải làm sạch cái vùng đó. Chẳng hạn như là bề mặt không sinh học, như là nếu mà chúng ta có đeo hàm giả thì chúng ta cũng phải cố gắng làm sạch hàm giả. Chúng ta có đeo cái khí cụ chỉnh nha, chỉnh hình vân vân, thì chúng ta cũng sẽ có làm sạch cái vùng đó. Các khí cụ phục hồi trực tiếp, chẳng hạn như là một bệnh nhân bị gãy xương các bạn, gãy xương hàm á, thì mình cố định bằng những cái nẹp á, thì cũng là một trong những cái khí cụ mà có bề mặt là không sinh học ha. Còn hoặc là một số người như đặt nội khí quản vân vân trong môi trường miệng mình á, thì đó là cũng một cái số cái khí cụ mà phục hồi trực tiếp mà không sinh học ha. Đa số các chủng trong môi trường miệng thì nó sẽ vô hại cho sức khỏe, nhưng mà cũng số một số chủng thì nó có là vi sinh vật gây bệnh. Sự phát triển của màng sinh học nó sẽ phụ thuộc vào các vi sinh vật trong miệng và sự xích nghiệp của chúng. Nếu mà bám dính của một chủng có thể làm hạn chế sự bám dính của một chủng khác tại cùng một vị trí. Cái này thì mình biết rồi, một vi sinh đó mình biết hết trơn rồi ha. Rồi cái màng sinh học thì hồi nãy chị có nói là nó sẽ gây ra hai bệnh chính là sâu răng và bệnh nha chu. Vậy thì viêm nướu là gì các bạn, mà về viêm nướu chưa? Viêm nướu, viêm nha chu có phân biệt được không? Dạ, tụi em mới học bài ung thư của chị Mẫu. Mới học ung thư thôi hả? Mọi người có biết cái khái niệm về viêm nha chu chưa? Viêm nướu chưa? Bây giờ chị ví dụ chị hỏi nè, là viêm nướu có chảy máu nướu không? Mình đánh răng là viêm nướu có chảy máu không? Viêm nha chu có chảy máu không? Rồi nướu có sưng phồng, viêm nướu có sưng phồng không? Viêm nha chu nướu có sưng phồng không? Có ha. Thường á các bạn, cái câu hỏi này nè, không biết tại vì mấy năm nay học online á, còn mấy lớp trước á, lớp trước mà K42, 41 hay gì đó là mấy cái câu hỏi nhỏ trên lớp hay giữa kỳ hay gì đó. Thường thường cái câu hỏi này là hay là câu hỏi nhỏ để từ giữa kỳ nè. Chẳng hạn như là em hãy phân biệt viêm nướu và viêm nha chu nó khác nhau như thế nào. Thì ở đây á chị nói chị giải thích cho bạn dễ hiểu, một cách dễ hiểu nhất ha. Còn sau này các bạn học với bạn bệnh với thầy cô mà bệnh viêm nướu viêm nha chu thì các bạn sẽ có cái khái niệm rõ hơn. Mình chỉ nói một cách dễ hiểu á, là mọi người ngầm hiểu là viêm nha chu nó sẽ bao hàm luôn viêm nướu, tại vì tất cả những cái triệu chứng của viêm nướu là nó sẽ có trong viêm nha chu. Chẳng hạn như là nướu bị chảy máu nướu nè, là viêm nướu có luôn, nha chu cũng có. Rồi nướu có gai nướu bị sưng phồng đỏ, có những triệu chứng của có tất cả những triệu chứng của viêm, chẳng hạn sưng nóng đỏ đau vân vân của viêm nướu cũng có, viêm nha chu cũng có ha. Thì cái giống như là giai đoạn mà viêm nha chu là nó giai đoạn sau của viêm nướu vậy, nó bao hàm luôn cả viêm nướu. Nhưng mà cái khác biệt á, mà cái viêm nha chu mà viêm nướu không có, là viêm nha chu thì các bạn sẽ, nha chu là gì? Nha là cái răng, chu là chung quanh cái răng, tức là nó không phải là sâu răng từ trên xuống dưới, không phải sâu của cái răng, mà nó bị bệnh của xung quanh. Nha chu là xung quanh cái răng, là lúc đó cái răng của mình á, cái dây chằng nha chu là cái dây chằng mà nó cứ cột chặt cái răng vào trong cái xương ổ của mình. Nếu mà dây chằng nha chu nó có vấn đề thì các bạn thấy là bình thường mình nhổ răng các bạn thấy là răng nó rất là chắc, đúng không? Răng nó chắc tại vì răng nhai xương được mà, răng rất là chắc trong môi trường miệng mình. Để nhổ cái răng là nhiều khi là thấy là bác sĩ là đổ mồ hôi rồi, nhất là mấy cô nữ, còn mấy anh nam thì cũng đỡ hơn xíu, có thể là không có dùng lực dùng thế để nhổ, nhưng mà để nhổ được một cái răng ra là các bạn thấy là thế nào đứng ngồi cũng sức mồ hôi rồi ha. Tại vì nó rất là chắc. Tại vì sao? Vì là cái răng nó được bám chặt trong xương hàm, nó được dây chằng nha chu cột chặt vào trong xương hàm. Cái viêm nha chu này nó làm cho dây chằng nha chu cũng có vấn đề ha. Nó làm cho cái xương ổ răng của mình nó bị tiêu xương đi. Khi đó là cái răng của biểu hiện lâm sàng là cái răng sẽ bị lung lay,
nha. Bởi vậy nhổ mà nói là vô mà nhổ răng các bạn, nhổ răng nha chú là rất là khỏe. Nói chuẩn bị nhổ răng nghe, hỏi ca này sao cái này nha chú, ôi trời cái này ra chú là khỏe quá, vô là nhổ cái mặt là ra liền, là có triệu chứng là nó sẽ bị răng lung lay ha. Mình nhìn trên xem phim X quang thì mình sẽ thấy là có cái xương ổ bị tiêu, tiêu cái xương ổ răng ha. Bởi vì cái răng nó không có bám chặt trong xương ổ nữa. Rồi một cái nữa là phim nha chu nó sẽ đặc biệt, nó sẽ có cái túi nha chu. Nếu các bạn dùng cái cây đo, mà cây đo để mình đo cái túi nú, thì đối với cái viêm nú nó sẽ không có một cái túi. Còn nha chu nó sẽ có tạo một cái túi xung quanh cái răng đó, người ta gọi là túi nha chu ha. Đặc điểm là như vậy. Còn cái viêm nú thì sẽ không có có hai cái triệu chứng đó. Viêm nú thì răng không có bị lung lay, răng vẫn chắc khỏe bình thường, nhưng mà có chảy máu nú nè, cũng có là nú bị sưng phồng, sưng đỏ không còn hồng hào nữa ha. Đó là cái khác biệt của viêm nú và viêm nha chu. Thì cái hình số 1 đó các bạn thấy là sâu răng, thấy rất là rõ sâu răng ha. Thì cái sâu răng này đặc biệt là sâu ở chân răng nhiều hơn. Còn cái trên cái thân răng, ở trên cái mặt nhai thì răng này bị mòn ha. Còn ở dưới cái chân răng này răng này bị sâu. Rồi cái trường hợp thứ hai là người ta muốn nói là viêm nú, nhưng mà cái hình này nó hơi không có rõ lắm, nó hơi sáng quá. Thì các bạn sẽ thấy là cái nú này nó hơi viêm, và nó sẽ có những cái gai nú đây. Còn vài dây chằng cái chúng sẽ không còn bám chắc nữa. Và mình nhìn X quang thì sẽ thấy là tiêu cái xương ổ, là lúc đó trên lâm sàng là những cái răng đã bị lung lay. Đó là cái viêm nha chung. Rồi cái hình này cũng vậy ha. Hình này các bạn sẽ thấy nè, cái bệnh nhân này vôi răng rất là nhiều ha. À, cái viêm nú viêm nha chu là vẫn có vôi răng nha các bạn, có vôi răng, nhưng mà cái viêm nha chu thì nó sẽ túi viêm nú là không. Cái sưng phải là dùng cái dụng cụ để đo túi nha chu, các bạn sẽ đo được nguyên một cái túi nha chu trong này nha. Rồi cái răng bị lung lay và tiêu sưng ổ. Vậy thì làm cách nào chúng ta có thể phòng ngừa được? Mình biết hết rồi, mình biết hết cái khái niệm về sâu răng, về nha chu rồi, mình biết hết cơ chế của bệnh rồi, mình biết hết giải phẫu răng rồi, thì làm cách nào để mình có thể ngăn ngừa được, phòng ngừa được bệnh sâu răng? Là dễ thì không dễ, mà khó không khó. Chúng ta phải kiên trì và chúng ta phải làm thực tác. Nhưng chẳng hạn như mình nói là mình đánh răng không thì đánh răng không đủ. Tại vì bà đánh răng thì các bạn thấy là một biện pháp mới là cơ học hay là hóa học. Rồi khi mà chúng ta để mà phòng ngừa được tất cả các bệnh răng miệng thì mình sẽ dùng áp dụng cả biện pháp cơ học và hóa học để cho chúng ta có một cái tình trạng sức khỏe răng miệng nó được toàn diện hơn ha. Thứ nhất là về cái dự phòng kiểm soát mảng bám răng. Thì cái dự phòng nó rất là quan trọng đối với sức khỏe răng miệng nói chung. Nếu mà chúng ta loại trừ được mảng bám trên răng và bề mặt của mô mềm trong miệng thì chúng ta sẽ loại bỏ được hai cái bệnh là cả về bệnh sâu răng và bệnh viêm nú viêm nha chu luôn. Chúng ta có thể là không có loại bỏ hoàn toàn được, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng là làm giảm cái khả năng gây bệnh. Tốt nhất, người ta nói nè, tốt nhất là phá vỡ bằng biện pháp cơ học, không cho mảng bám trưởng thành. À, cái câu này các bạn nhớ lát chị quay lại nè, chị nói nè. Tốt nhất là phá vỡ bằng biện pháp cơ học, không cho mảng bám trưởng thành. Và chúng ta phải kết hợp là súc miệng để giúp ngăn ngừa và giảm mảng bám, để giảm viêm nú khi mà phối hợp với làm sạch mảng bám hàng ngày. Thì cái này nè bạn, không cho mảng bám trưởng thành là sao? Tức là người ta khuyên là mình dùng tất cả các biện pháp, nhưng mà tốt nhất là phá vỡ cái mảng bám nó bằng biện pháp cơ học. Thì nó sẽ, tôi bạn bình thường buổi tối mình đánh răng á, là biện pháp cơ học đúng không? Nếu mà được câu hỏi trắc nghiệm là đánh răng là biện pháp cơ học hay hóa học, thì các bạn chọn trắc nghiệm là cơ hay hóa học. Nhớ coi chừng nha, nhớ chọn là nhớ phải đọc kỹ câu hỏi nha. Không cho mảng bám trưởng thành là sao? Bình thường á, khi mình mới ăn đồ ăn vào á, thì đồ ăn nó bám vào cái bề mặt của răng, thì các bạn thấy là lúc đó nó còn mềm, rất là dễ, lúc đó nó mềm, nó không có cứng. Nhưng mà các bạn để, các bạn thấy bệnh nhân mà đến lâu ngày với mình á, các bạn thấy là bệnh nhân để rất là lâu, để đánh mà không có sạch á, những chẳng hạn như những cái vùng trong á, những cái vùng răng số 8, những cái vùng răng khôn á, khó đánh tới lắm,
á, hoặc là những cái vùng răng mà bị lệch lạc á, nhiều khi là người ta cũng đánh nhưng mà khó làm sạch được hết á. Thì khi đó là để càng lâu thì cái những cái mảng bám ban đầu nó mềm, nó là những cái vụn thức ăn thôi. Sau đó nó sẽ được thấm với dịch nú, thấm với máu, rồi thấm với nước bọt, vân vân, rồi thấm với ngoài ra một số bệnh nhân bị trào ngược dạ dày, rồi nói chung là thấm tất cả những cái chất dịch trong môi trường miệng, thì khi đó nó bị canxi hóa, cứng, bị phôi hóa đi mà cứng chắc, và khi đó nó bám chặt vào cái răng, trở thành bắp, nào nó cũng không có rớt ra được hết. Chúng ta phải đi cạo vôi, chúng ta phải dùng mũi khoan sóng siêu âm, chúng ta cạo vôi ra thì nó mới rớt ra được cái mảng mà vôi cứng đó. Còn lúc đó bình thường là chúng ta làm thế nào, dùng những cây kim loại á, người ta có là biện pháp là cạo vôi mà bằng tay á, chứ mà cạo bằng máy là không có dùng sóng siêu âm á, nó cũng ra nhưng mà ra không có sạch được hết những cái vùng kẽ, tại vì nó bám rất là chắc. Lúc đó là mảng bám đã trưởng thành, để các bạn hiểu cái khái niệm đó đó ha, mảng bám trưởng thành là như vậy. Loại bỏ mảng bám bằng biện pháp cơ học. Thì biện pháp cơ học đầu tiên mà chúng ta hay nghĩ đến á, chắc chắn là các bạn sẽ nghĩ đến là cái chuyện đánh răng. Thì cái đánh răng á, chải răng á, mỗi ngày thì là bằng bàn chải, đó chính là biện pháp cơ học. Nhưng mà nếu mà chúng ta có kết hợp với kem đánh răng mà có floor hay là có những cái chất để phòng ngừa sâu răng á, hoặc là điều trị một cái bệnh sâu răng miệng nào đó, thì đó là biện pháp hóa học. Nên là thường thường là hỏi là đánh răng là cơ học hay hóa học, thì các bạn nhớ là lựa chọn ha, có thể là biện pháp kết hợp của hóa học và cơ học. Đánh răng thì các bạn hồi nãy chị có hỏi lúc đầu á, đánh răng thì mình làm sạch được mặt nào, mặt ngoài sạch không, mặt trong sạch không, mặt nhai sạch không, nhưng mà kẽ răng thì đánh răng có sạch không? Thì mình nếu như vậy thì mình lựa chọn cái chuyện đánh răng là mình coi là sạch được những mặt nào và mình phải dùng cái biện pháp nào để mình làm sạch những cái mặt còn lại. Thì khi cái chải răng á, thì bạn sẽ cố gắng là chải sạch tất cả các răng, tất cả các mặt mà mình có thể chải được. Ngoài ra thì chúng ta sẽ đừng có bỏ quên những cái vùng khác như là lưỡi hay là niêm mạc môi, niêm mạc má. Cái chuyện chải răng thì mình có thể dùng bất kỳ cái bàn chải nào cũng được, bàn chải điện hay bàn chải tay hay gì cũng được. Thì nói chung là mình dùng cái bàn chải để chải răng thì nó là một biện pháp cơ học. Phương pháp chải răng á mọi người, phương pháp chải răng á thì người ta khuyên là chải răng ít nhất 2 lần mỗi ngày. Chúng ta có thể chải vào buổi sáng và buổi tối trước khi ngủ. Buổi tối trước khi ngủ là không có bàn rồi ha. Còn buổi sáng á, buổi sáng thì thường thường là người ta hay khuyên là sau khi thức dậy chúng ta sẽ chải răng. Nhưng mà có một khoảng thời gian á, có một số nhà khoa học người ta nói là người ta lại phản bác lại cái yếu tố là chải răng buổi sáng mà chải răng mà sau khi thức dậy, tức là trước khi ăn. Người ta nói là nên là chải răng sau khi ăn. Lý do tại sao? Lý do buổi sáng mình mới ngủ dậy á, thì cái lượng axit cái mô răng của mình không có tốt, nó có thể gây mòn răng rồi gây ra ảnh hưởng đến mô răng miệng. Nên là có một khoảng thời gian là có một số cái tranh luận về cái chuyện mà chải răng buổi sáng là sau khi ăn hay trước khi ăn. Nhưng mà cuối cùng cái kết luận cuối cùng của các chuyên gia thì người ta nói là chải răng buổi sáng thì tùy, các bạn có thể chải sau khi ăn, tùy cái độ tự tin của mình ha. Có thể có người nào tự tin là sáng mà chỉ cần súc miệng thôi mình đi làm mà không cần chảy răng, thì sau đó khi ăn sáng xong mới chảy răng. Như là thứ nhất là độ tự tin của mình, thứ hai là về cái chuyện là thuận tiện đi ăn sáng hay đi gì xong rồi cái mình lỡ mà mình đi ra ngoài đường luôn rồi mình kiếm cái chỗ mà để mình chảy răng thì nó có thuận tiện, nó có khả thi hay không. Thì một số cái nhà khoa học sau đó người ta đã phản bác cái chuyện mà chảy răng đó, nên là người ta khuyên là chảy răng là buổi sáng là sau khi thức dậy, trước khi ăn, và buổi tối là trước khi ngủ. Rồi cái lượng mà cái fluoride để thích hợp để sử dụng trong kem đánh răng thì các bạn nhớ là tối nay mình về mình kiểm tra thử trong cái tiếp về kem đánh răng của mình nó có cái lượng fluoride hay không. Và cái fluoride là cái nhà
nhà sản xuất có cung cấp cho các bạn là cái đủ đúng cái độ là 1000 đến 1500 ppm không không ha. Chị nhớ là một số kem đánh răng mà có không có cho cái số này, mà chị chỉ cần cung cấp là à kem đánh răng này có chứa fluor rồi xong chấm dứt đủ. Cái hai cái này chỉ có ghi số 2 là chỉ có trích trong một số cái nghiên cứu nước ngoài ha, là người ta nói là chỉ cần nhiêu đó là đủ. Còn các bạn thấy là một số cái quảng cáo kem đánh răng hay là quảng cáo bàn chải trên TV á, trời ơi, chét kem đánh răng là chét ống chét dài chân trên đậy chân trên cái bề mặt của cái bàn chải, chét đậy hết chân. Chị nói chị thấy coi mấy quảng cáo như nó trời ơi, chét kem đánh răng vậy thì đánh sao mà không sạch chứ được, đánh thì nó quá ái trời kem đánh răng luôn, mà tưởng tượng nhiêu đó mà để đánh cho hai cái hàng của mình ha. Còn chị thấy là bình thường chỉ lấy một đúng như người ta khuyên là thì dùng bằng chải lông mềm để tránh làm tổn thương núi á, mình đã biết hết trơn rồi. Kỹ thuật chải răng, cái máy của chị sao mà nó cứ chạy, mà nếu mà để cho nó nhảy á, thì nó bị cái kỹ thuật chải răng á, thì mình có một số cái nghiên cứu người ta để kiểm tra coi mấy bé nó chảy răng sạch hay không á, hoặc là một số không mấy bé, nói chung là mình kiểm tra coi cái phương pháp chảy răng có sạch hay không á, thì người ta dùng cái dung dịch nhuộm màu. Dung dịch nhuộm màu này đặc biệt nó chỉ thấm vô mạng bám này, nó không có thấm vô răng hay thấm vô những cái chỗ, những cái vùng khác, mà đặc biệt nó chỉ thấm vô mạng bám và vô răng thôi. Thì khi mà thấm vô vậy đó thì các bạn thấy là sau đó là chúng ta đưa một cái bàn chải cho cái người mà nghiên cứu hay là mấy bé nó chảy, rồi chúng ta kiểm tra lại cái răng miệng của nó sạch hay không. Nếu mà còn màu thì chúng ta chưa sạch ha. Chúng ta sẽ đặt bàn chải nghiêng 45 độ tựa vào núm, mình nói là núm thì các bạn cười ra, mình thấy ranh giới giữa cái răng với cái núm ra môi trường miệng, mình thấy là người ta gọi là cái cổ răng sinh lý ha. Còn cổ răng giải phẫu là các bạn sẽ thấy rất là rõ cái ranh giới của cái răng với cái chân răng, thân răng chân răng. Để mà thấy được cổ răng giải phẫu là thứ nhất là phải nhổ cái răng ra khỏi miệng, mình sẽ thấy rõ rất là rõ cái cổ răng. Thứ hai là răng nó bị tụt nú rồi, mình thấy rất là rõ cái cổ ha. Còn bình thường á, mình cười ra thì mình thấy cái cổ răng mình không thấy rõ cái phần cái ranh giới giữa cái cổ răng với lại cái thân răng, thì cái đó mình gọi là cổ răng sinh lý thôi. Thì chúng ta đặt bàn chải nghiêng 45 độ vào cái cổ răng sinh lý, chúng ta chia nhỏ răng ra làm nhiều vùng, khoảng một vùng khoảng 3 vùng dọc, nghe chạy dọc ha, mặt ngoài mặt trong chúng ta chạy dọc, chứ đừng hàng lộ cái chân răng ra làm như cây ê buốt. Rồi chúng ta sẽ đánh tất cả các mặt, tất cả các răng, chúng ta sẽ đánh mặt ngoài, mặt trong, rồi mặt ngoài, hàm trên, hàm dưới, răng trước, hàm trên, hàm dưới, mặt nhai. Thời gian chảy răng người ta khuyên là khoảng là 2 phút ha. Rồi cái mấy cái nghiên cứu này bạn, thì cái mức độ mảng bám được loại bỏ tương quan nhất là 2 phút cho cả bằng chảy tay và bằng chảy điện ha. Vậy các bạn hỏi chị là chị ơi, bàn chải tay mình đánh răng bằng tay hay bằng chải tay hay là điện nó nào tốt hơn, chứ thật ra là nếu mà đúng cách thì cái nào nó cũng như nhau, nó không có khác, không có sự khác biệt. Rồi mọi người thường cho là họ mất rất là nhiều thời gian chải răng, nhưng mà tất cả cái nghiên cứu trên thế giới thì người ta thấy là thường á, một người trung bình là để chi một khoảng thời gian cho cái việc chải răng của họ là chỉ là 30 đến 60 giây, không có quá ha. Vậy tối nay kiểm tra lại coi mình chải răng bao nhiêu giây nha, hay là bao nhiêu phút ha. Và có ai kiểm tra xong mình thấy là ồ, em chảy răng tới 10 phút bạn chị ơi, là bạn đó chắc đáng được khen lắm ha. Hay là bạn nào đã xong em chảy răng có 10 giây à chị ơi. Cái này cũng hình một minh họa hồi nãy ha. Là viêm nu thì các bạn sẽ cố gắng là giữ sạch vệ sinh răng miệng, chúng ta sẽ kiểm soát mảng, sẽ điều trị nha chu. Nhưng mà rơi cho chu nặng, hồi nãy chị nói cho chu nặng thì chúng ta sẽ phẫu thuật đạo phạt hay ghép xương, chúng ta sẽ loại bỏ những cái thói quen xấu như là thở miệng hay cắn biết, rồi kỹ thuật chải răng chúng ta sẽ cải thiện lại ha.
ở những đứa trẻ thì chúng ta sẽ loại bỏ những thói quen xấu, chẳng hạn như là cái này sâu răng thì không nói rồi, sai khớp cắn, cái tật thở miệng của mấy đứa nhỏ ha, tật bú tai hoặc là nút ngón cái. Đây đây là tật nút ngón cái ha các bạn ha, nó nút ngón cái của nó thì nó sẽ, hoặc là bú mình nhiều quá thì nó sẽ gây cái trường hợp là răng bị hô như thế này ha, răng bị rất là hô là do những cái thói quen xấu của mấy đứa trẻ. Đối với dự phòng sâu răng thì chúng ta sẽ nhớ là sẽ giảm chất bột đường. Chải răng thì chúng ta sẽ cố gắng là tập trung vào các phương pháp chải răng, thời gian chải răng và số lần chải. Chúng ta sẽ kèm kết hợp với nước súc miệng hay là sử dụng chỉ nha khoa, và cũng là thói quen chỉnh là thói quen xấu, và chúng ta phải phục hình các răng bị mất. Đây là phương pháp chải răng ha. Thì này chị cũng nói rồi đó, chải răng là ít nhất là 2 phút ha. Chúng ta cũng chia răng ra làm nhiều vùng nhỏ, mỗi vùng khoảng 3-4 cái răng. Chúng ta sẽ chải, chải dọc mặt trong, mặt ngoài, đừng có quên là chải lưỡi ha. Rồi kiểm soát lại cái ăn uống của mình. Mẹ bầu cũng phải nhớ là phải đi kiểm tra sức khỏe răng miệng thường xuyên hơn. Cái kiểm soát và xử lý mảng bám thì nước súc miệng kháng khuẩn, nó sẽ bổ sung tác động là loại bỏ cơ học. Nước súc miệng luôn các bạn, nước súc miệng mà nó là cơ học. Nếu mà bạn súc miệng của bạn cố gắng là sụp thiệt là mạnh thì nó là có kết hợp với là cơ học với hóa học. Nếu mà cái hóa học là cái chất mình sử dụng là thuốc súc miệng ha, mạng sinh học sẽ được tái lập đi tức thì sau khi bị phá vỡ. Và vậy là chế độ mà chăm sóc tại nhà cần được xác lập đúng mức. Chỉ nha khoa, hồi nãy á chải răng mình nhớ là 2 lần đúng không, mỗi một ngày là 2 lần. Còn chỉ nha khoa thì chúng ta là phương pháp mà làm sạch kẽ răng. Cái kẽ răng là có mấy mặt, có 2 mặt. Đối với răng, đối với khúc răng trước thì nó là sẽ mặt xa, răng sau thì nó sẽ là mặt gần ha. Một kẽ răng sẽ có 2 mặt của 2 cái răng. Nên các bạn nói kẽ răng nói chung là bạn nhớ là có 2 mặt, nên chúng ta phải làm sạch 2 lần. Chúng ta đưa vào cái kẽ, chúng ta phải làm sạch 2 lần để là đúng là hai cái kẽ răng, 2 cái mặt của răng. Phương pháp phổ biến nhất ha, dùng chỉ mỗi lần, mỗi ngày thì 1 lần. Cách làm, thường các bạn là xoay cái chỉ vào cái ngón trỏ và các bạn dùng ngón cái để mình dùng lực giữ lại, để các bạn đưa vào cái vùng mà mình muốn, cái vùng kẽ răng mà mình có. Cái thường của mình thì cái khúc đầu, cái khúc mà cái cổ, cái chưa tới cổ thì nó chưa tới cổ răng á, thì nó sẽ rất là chặt tay, nhưng mà xuống được cái vùng đó thì nó, cái lát chỉ có hình cho bạn minh họa thì nó sẽ rất là dễ dàng để mình làm nha. Đây, cái vùng kẽ răng các bạn nhìn từ phía nhai, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có 2 khoang, khoang mặt ngoài và khoang mặt trong. Nếu mà mình nhìn mình thấy từ phía ngoài cũng vậy ha, còn hoặc có là khoang mặt nhai và khoang mặt bên, thì các bạn thấy dùng chỉ nha khoa chúng ta phải qua được cái khớp này, qua được cái khớp của cái thân răng nó mới xuống cái vùng cổ răng, thì cái tiết diện tam giác thì xuống được cái khúc đó thì mình làm rất là nhẹ tay, nhưng mà qua được cái khúc đó thì rất là chặt tay ha. Dùng chỉ nó qua được cứ khúc đó thì cứ xuống dưới, để bạn thấy là làm sạch cái kẽ răng rất là dễ dàng bằng chỉ nha khoa. Rồi cái này là chỉ nha khoa luôn nè các bạn, mà chỉ nha khoa là bình thường này, chỉ nha khoa mình mua ngoài siêu thị là hay là nhà thuốc gì đó mình thấy là một cái sợi chỉ nha khoa dài ha. Còn cái này là có thể một số chỗ người ta có là cái một cái cây tăm luôn á, thì cái này chị thấy nó cũng tiện, nhưng mà thực ra theo chị thì chị không thích lắm, tại vì làm cái này cái nó căng sẵn cái lực đó, nó dễ bị, cái này thì chị có thể điều chỉnh lực được hơn, còn cái này nhiều khi căng sẵn cái chị đưa vào cái kẽ của mình á, cái nó bị trùng, nó không có căng theo lực và không có điều khiển theo cái ý mình muốn được, thôi là chị không thích cái mà căng sẵn này ha. Ngoài ra còn có cái chỉ nha khoa hay với là tâm sẽ đang 2 trong 1 á, ở dưới đầu dưới là tâm, đầu trên là chỉ nha khoa ha, có rất là nhiều dạng. Chắc thức ăn là chuyện thường ngày ở miệng. Mà nguyên nhân mà của chắc thức ăn á mọi người, nó là tái định vị của răng sinh lý. Tái định vị theo chiều ngang đó là răng bị di gần, và theo chiều đứng là răng bị trồi, răng bị trồi lên. Cái hình này các bạn sẽ thấy rất là rõ ha. Cái này nè, nãy hồi nãy có một cái câu là cần phải phục hình lại các răng bị mất. Đây,
cái răng này bị mất rất là lâu ngày ha. Thì lâu ngày răng bị mất thì xu hướng là cái răng trên nó sẽ bị trội xuống cái khoảng bị mất, và hai cái răng kế cận nó sẽ xu hướng là xanh, nó sẽ nghiêng vào cái vùng răng bị mất đó, nên nó làm thay đổi cái trục răng. Trục răng không còn thẳng nữa và cái cung răng hàm trên hàm cũng không có còn đúng cái vị trí như bình thường ha. Nên là cái này là cái cổ răng nè bạn, cái cổ răng này, cái cổ răng giải phẫu nãy chị nói nè, mình nhìn thấy rất là rõ ha. Còn bình thường cổ răng này, cổ răng sinh lý nè, các bạn sẽ thấy là không có thấy rõ cái cổ răng. Còn ở đây cổ răng giải phẫu nè, ở đây cũng là cái cổ răng giải phẫu, nó khoảng ở đây nè đây ha. Những cái trường hợp này nè, dắt thức ăn rất là chặt, rất là dễ dắt thức ăn, ăn cái là dính, ăn cái là dính liền ha. Rồi cái dụng cụ mà làm sạch kẽ răng hồi nãy chị có nói rồi, thì các bạn sẽ thấy thiết diện là nếu chúng ta sử dụng bàn chải kẽ thì cái có ảnh hưởng tới kẽ răng không. Chúng ta sử dụng chỉ nha khoa vào cái kẽ răng thì bạn sẽ thấy nó có ảnh hưởng gì không, mà nếu chúng ta sử dụng tâm xỉa răng vào cái kẽ răng thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ làm mất cái khoảng sinh lý trong cái răng ha. Bởi vậy thì thường được khuyên là bác sĩ răng mặt thường không có khuyên dùng tâm xỉa răng, mà để làm sạch cái răng thì sẽ được khuyên là dùng bằng chải kẽ này, dùng chỉ nha khoa này, dùng tâm nước này, vâng. Đây ha, làm sạch kẽ cũng vậy, các bạn thấy tưởng tượng là dùng chỉ nha khoa và với dùng cái tâm thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Rồi mình chải răng rồi, mình chỉ nha khoa rồi, mình qua nước súc miệng. Thì nước súc miệng thì cũng đơn giản thôi, súc miệng thì người ta khuyên là 2 lần mỗi ngày, nó sẽ kết hợp với chải răng và chỉ nha khoa. Nước súc miệng là mỹ phẩm hay là một biện pháp điều trị? Thành phần căn bản nước súc miệng thì nó có nước, có cồn, có tác nhân làm sạch hơn vị phẩm nào. Nó tặng có công dụng là làm giảm mùi hôi miệng ha, để lại cảm giác dễ chịu và giảm mặn bám răng. Nó là một biện pháp phối hợp chứ không thể thay thế được cho cái chuyện mà chúng ta dùng chải răng hay là dùng chỉ nha khoa. Nước súc miệng thì nó sẽ làm có cơ chế là tác động là làm ức chế phân bào, làm chết tế bào và ngăn cản sự chuyển hóa của tế bào vân vân. Nên súc miệng 2 lần mỗi ngày với tinh dầu thì có thể hiệu quả tương đương với dùng chỉ nha khoa 1 lần. Rồi cái này thì nói là nước súc miệng có chứa cồn ha, có bao gồm tinh dầu và CD. Rồi cồn thì có tác dụng hòa tan, bảo quản và bệnh nhân mà từng nhiễm rượu thì cần được tư vấn khi sử dụng nước súc miệng có cồn. Khuyên bệnh nhân là tuân thủ và kiên trì của người bệnh nãy chị nói đó, hay là không nói chung là dễ ha. Động viên bệnh nhân thì khi bệnh nhân đến mình thì mình đơn giản hóa cái lời khuyên, mình nói theo cho ngôn từ mà bệnh nhân dễ hiểu. Rồi nếu mà bệnh nhân khó hiểu không, hoặc là hay quên thì mình có thể viết ra giấy để mình bệnh nhân về có thể cân nhắc lại những khả năng lối sống tích cực của bệnh nhân để có thể có một cái sức khỏe đặc biệt tốt hơn. Rồi nhắc nhở bệnh nhân đến đúng lời hẹn và khuyên khen ngợi bệnh nhân khi mà bệnh nhân thấy bệnh nhân làm tốt. Tóm lại là vệ sinh răng miệng là không thể thiếu là bằng chải, kẽm răng, chỉ nha khoa. Đó là các biện pháp làm sạch cơ học. Vẫn còn thiếu chưa đủ thì chúng ta cần thể nên sử dụng là cái thuốc súc miệng hay là thuốc kiểm soát mặn bám ha. Có như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái chỉ cần cái nụ cười của mình, cái sức khỏe răng miệng nó sẽ thay đổi cái khuôn mặt rất là nhiều. Các bạn thấy bởi vì sau này là khi mà chấm hoa hậu hay là chấm gì, thường thường mời bác sĩ giải phẫu và bác sĩ răng hàm mặt vào chấm ha. Tại vì người ta có những cái điểm của khuôn mặt đó, các bạn thấy là một người mà chỉnh nha, với trước khi chỉnh nha thì cái khuôn mặt khác, nhưng mà chỉ cần sau chỉnh nha thôi là đã khuôn mặt nó khác liền. Và một người là răng bị nhiễm tê tra hay răng bị gì đó thì mình chỉ cần chỉnh nha lại, hoặc là ý là mình làm tẩy trắng răng, mình đeo mắt cài tẩy trắng răng, rồi mình hoặc là mình làm cái mảo bên ngoài. Thì chị thấy bây giờ hoa hậu hay người mẫu nào cười ra thì ai cũng răng giả không, tại vì đại đa số là đã làm cái mảo lại hết rồi ha, để làm cười cho cái răng mà trắng, mà chị thấy là trắng ê bút luôn á, trắng là không thể chắc chắn là không có cái men răng, hay không có cái màu răng nào mà trắng như vậy, chắc chắn nhìn vô là biết là ăn sứ ha. Thì bây giờ ai cũng xu hướng ai cũng muốn là cái răng rất là trắng đẹp như vậy, thì khi đó là có một cái chất lượng cuộc sống, đảm bảo được chức năng ăn nhai vân vân đủ mọi thứ, thì sẽ có một cái chất lượng cuộc sống thật là tốt và có một người cười đẹp. Thì đó là cái bài của chị về phòng ngừa răng miệng. Nói chung nó cũng không có khó, kiến thức thì các bạn cũng đã biết rồi.
nên mình chỉ cần ôn lại thôi. Rồi, cái bài của chị là hỏi gì không? Dạ chị ơi, cho em hỏi hiện trên thị trường có mấy cái loại này dán trắng răng á chị, biết dán trắng răng á, mình dùng nó có ảnh hưởng gì không chị? Nó cũng là giống một, nói chung là người ta chưa có nghiên cứu được một cái, chưa có kết luận ảnh hưởng sức khỏe răng miệng. Nhưng mà cái chắc chắn là cái tẩy trắng răng nó có ảnh hưởng đến vấn đề là cái sau khi tẩy trắng răng á, mọi người thấy là rất là ê uất, tại vì người ta làm sạch những cái ống người ta quét sạch những cái chất là những quét sạch những ống, những chất có màu mà động lâu ngày trong cái ống á, làm sạch những cái ống đó, nên là bạn thấy, nếu mà bạn thấy là nó sau khi mà tẩy trắng răng là nó rất là ê buốt, chị chúng ta cũng tẩy thật ê tới ốc luôn. Nhưng mà từ đó tới lúc mà chị tẩy trắng răng đến giờ hết, ai hỏi gì chị nữa không? Giờ chị ở chỗ hỏi là mình dùng chị nha khoa nó, mình cứ kéo qua kéo lại vậy mình có làm cái tụt níu không chị? Vậy dùng gì không? Nó gây chảy máu răng, chảy máu trên răng nữa. Cái thực ra mà cái tác động mà để chấn thương của chỉ nha khoa thì nó không có bằng cái tâm sữa răng đâu, nhưng mà mình kéo qua kéo lại nhiều quá thì nó sẽ gây, là nó không có gây tụt nú mà nó sẽ gây chấn thương nhẹ ở nú. Nếu mà bạn kéo qua kéo lại nhiều quá, mạnh quá thì chắc chắn là sẽ chảy máu nú ha. Nên là các bạn khi mà mình hồi nãy chị nói đó, khi bạn cuộn và các bạn dùng chỉ nha khoa thì các bạn để vào, các bạn kéo nhẹ một bên, kéo qua một cái bên là mặt gần của răng này, xong rồi giật lên, rồi các bạn làm một lần nữa thao tác vậy, nhưng mà mình kéo qua về cái phía mà phía xa của răng kia, các bạn giật lên, chứ không phải là mình ấy cái mình biết rồi mình chà miết như vậy thì nó chắc chắn nó sẽ làm cái tổn thương của cái nú răng này, cái vùng đó ha. Nên chúng ta làm thì làm nhẹ nhàng từ từ, và chúng ta làm nghiêng sạch ở bên mỗi một bên một kẽ thì chúng ta làm 2-3 lần, mà chúng ta không phải là cứ xiết rồi chúng ta làm vậy. Nói chung là ngay cả đánh răng cũng vậy, chửi nha khoa cũng vậy, thì mình làm những cái động tác đó thì mình làm cho nó vừa đủ và nó cũng vừa nhẹ nhàng mà phải vừa khéo léo của bàn tay, phải kết hợp, chứ không thể nào mà làm mà để làm mạnh quá nó sẽ chấn thương nú ha. Còn cái tụt nú thì cái chỉ nha khoa cái lực nó cũng không đến nỗi mà khoảng thời gian lâu dài gây tụt nú đâu. Chỉ có chảy răng á, chảy răng thì chắc chắn khoảng lâu dài các bạn sẽ thấy có kiểm chứng lâm sàng rồi là chắc chắn nó chảy răng mà không biết là gây tụt nú. Có hỏi gì chị nữa không? Dạ chị ơi, tẩy trắng răng ở phòng khám á chị, có gây tổn thương đến răng nhiều không chị, với lại mình làm nhiều lần thì có sao không chị? Tẩy trắng răng thì chị nói hồi nãy chị cũng nói rồi đó, là không có một cái nghiên cứu nào nói các biện pháp tẩy trắng là nó có ảnh hưởng hết trơn á. Nhưng mà tại vì sao mỗi lần giống như các bạn sao ta chị nói, nó không có kết luận là nó không có tốt, nhưng mà tẩy trắng ở nhà chẳng hạn như các bạn đeo máng ở nhà nè, hoặc là cái miếng dán hồi nãy bạn nó hỏi á, thì cái nồng độ nó nhẹ. Còn tẩy trắng trên ghế thì cũng giống y chang vậy, cũng tựa vậy, nhưng mà có những biện pháp cái bảo vệ nú các bạn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái tẩy trắng thì cái thuốc tẩy trắng cái nồng độ nó cao hơn. Cái thứ ba là có kèm với cái chiếu đèn kết hợp trong cái tẩy trắng nó sẽ làm cho cái trắng răng nhiều hơn. Nhưng mà tại vì cái nồng độ của tẩy ghế nó cao hơn đó, nên là trước khi làm mà tẩy ghế thì thường sẽ có những biện pháp bảo vệ những cái vùng khác của các bạn. Chẳng hạn như bảo vệ cái vùng họng nè, rồi bảo vệ những cái vùng như nú răng vân vân. Tại vì nhiều khi cái chất đó nó sẽ gây bỏng nú. Chứ còn cái trên cái răng á, thì thực ra là chưa có các kết luận nào mà nói là tất chất tẩy trắng có ảnh hưởng đến cái chuyện là ảnh hưởng mô răng hết. Chưa có kết luận nào hết. Nên là thực ra là mấy bạn, cái chuyện tẩy trắng là mấy bạn cũng yên tâm. Nhưng mà để mà được tẩy trắng mà được nó tốt á, thì chị nghĩ là mỗi một người, mỗi một cái trường hợp nó sẽ khác nhau. Chẳng hạn như là cái trường hợp này các bạn
này đã có xí sâu răng rồi á, thì mình phải trám răng trước, mình phải bảo vệ cái tủy mình trước, bảo vệ cái răng mình nó ngà thôi, chứ còn mình đừng có đụng tủy. Nên là thường thường là để tẩy trắng thì thường thường bác sĩ yêu cầu các bạn là kiểm tra lại răng hết, coi răng có bị sâu hay không, có bị gì không thì mình làm lại hết tất cả các mọi thứ, rồi cái bước cuối cùng mới là bước tẩy trắng răng nha. Rồi có hỏi gì không? Chị ơi, viêm núi tái đi tái lại thì nó diễn tiến rất là nhanh, ảnh hưởng đó là học môn rồi nhiều yếu tố nữa, nhưng mà để viêm núi lâu ngày là có thể là nó sẽ có ảnh hưởng đến cái chuyện mà bắt đầu chuyển qua viêm nha chua, chắc chắn có. Tại vì hiểu nè, giờ mình có vôi đi, mình có vôi, mình có viêm núi đi, nhưng mà lâu ngày mình không cạo vôi thì cái vôi nó càng ngày mình cứ ăn đồ ăn thì nó nhét xuống, nó nhét càng sâu xuống, thì bắt đầu từ từ nó tạo thành cái túi, đúng không? Tạo thành cái túi, bắt đầu tạo thành cái túi hay túi nha chu, nó bắt đầu xuất hiện dần dần. Và túi nha chu đã xuất hiện thì nó ảnh hưởng đến cái dây chằng nha chu, ảnh hưởng đến cái xương ổ răng, thì bắt đầu nó sẽ chuyển qua đến giai đoạn của viêm nha chu. Nên là đầu tiên là chúng ta cố gắng là giải quyết được cái viêm núi trước. Chúng ta nên đi cạo vôi thường xuyên để cho vôi nó đừng có bám sâu vào cái dưới cái chân răng, nó tạo thành cái túi nha chu, túi núi, túi nha chu. Thì khi đó còn đã có túi rồi thì nó sẽ dẫn qua cái viêm nha chu rất là mau. Ai hỏi chị nữa không? Còn bạn hỏi gì chị nữa không? Hello, hỏi gì chị nữa không? Hỏi mình nghĩ nha. Bạn còn một số bài á, nếu mà chỉ học được hai bài thì còn thường một số bài rất là nhiều, chẳng hạn nhổ răng, hình chống chỉ nhổ răng vân vân, rồi khi nào thì nhổ được, rồi cắm implant, những cái bệnh học vân vân, mình qua răng hàm mặt thì mình cũng biết. Rồi nếu không có ai hỏi chị thì mình nghĩ nha.